Xin chào mọi người, đây là một trận đấu 2v2 rất thú vị giữa đồng minh ngẫu nhiên cấp 24 và đối thủ cấp 25, 26. Từ trước tới giờ thì mình chưa bao giờ gặp đồng minh này. Và đây là cái lần đầu tiên đánh với anh ta thì mình thấy là anh ta sử dụng lính 3 và tăng 2. Trong các trận đấu 2v2 thì cái tính quyết định thắng thua nó sẽ tùy thuộc vào đồng minh của bạn có sử dụng item hay không và có chơi tốt hay không. Tuy nhiên trong cái trận đấu này thì mình không biết đồng minh của mình là sử dụng item gì và chiến thuật của anh ta là gì luôn. Bởi vì lúc đầu anh ta sử dụng tăng 1, sau đó lên tăng 2, rồi sau đó sử dụng lính 2, lính 3. Rồi đến giữa trận thì anh ta lại sử dụng tàu 2 á. Những cái quân của anh ta không có được mạnh, tuy nhiên anh ta sản xuất ra liên tục. Và trận đấu này có vẻ như anh ta có sử dụng item vàng. Vào đầu trận, mình với đồng minh của mình đã quyết định là tấn công nhanh. Mình đã sản xuất ra quân rất nhanh, đó là tăng 2, lính 2 và nhím để tấn công vào bên xanh dương. Còn đồng minh của mình thì ra rất nhiều tăng 1 để tranh cái hộp đầu tiên. Và mình khá là mừng là anh ta đã nhặt được cái hộp to đó. Và mình đang quan sát thì anh ta vẫn còn tiếp tục sản xuất tăng 1 và lính 3 nha các bạn. Mình không hiểu lúc này anh ta sản xuất tăng 1 để làm gì. Hầu như là quân của anh ta sản xuất ra là chủ yếu là để phân tán các cái đối thủ thôi, chứ ngoài ra không có tác dụng mà tấn công đối thủ và tiêu diệt được căn cứ hay là các cái tòa nhà. Trong khi đó thì mình phải sử dụng full item vàng và kêu anh ta hỗ trợ xung quanh mình thôi. Và mặc dù quân của anh ta rất yếu và sản xuất ra những cái quân hạng nhẹ như thế này, tuy nhiên là anh ta hỗ trợ cực kỳ tốt luôn. Xuyên suốt trận đấu thì anh ta sản xuất ra những cái quân này và khi mình yêu cầu anh ta hỗ trợ tấn công xanh dương thì anh ta cũng đã sản xuất ra lính 2 và lính 3 tăng 2 để di chuyển về bên phía bên trái, rất là hay. Và đây là lính vắng tỉa cái low code và bắn mỗi nhát thì cái sát thương rất thấp. Chơi ngẫu nhiên như thế này mình vẫn gặp một số đồng minh như thế này rất là vui. Mặc dù đa số thì cái tỷ lệ win của mình nó còn 60 mấy%, đôi khi là cũng vì đi những cái trận 2v2 và 3v3 như thế này. Tức là nhiều khi mình đánh một mình 1v3 xong rồi mấy người kia chỉ có rải quân chạy vòng vòng thôi. Còn cái người đánh chính thì vẫn là mình, còn mấy người kia thì giống như là đang mua lửa vậy. Cho nên lâu lâu mình làm biến đánh hay là có mấy ông xin làm hợp đồng thì mình cũng làm biến đánh. Cái mình đứng một chỗ, cái có một số ông thì tấn công mình ngay cái lúc mà xin làm hợp đồng, cái tấn công mình cái win luôn. Cho nên cái tỷ lệ win của mình nó khá là thấp, thỉnh thoảng có tỷ lệ win 60 mấy%. Còn mình đánh giải thì tỷ lệ win ít nhất cũng phải lên được 80-90%. Cái lúc mà mình cấp 24-25 đánh giải thì tỷ lệ win của mình xuống còn 70%. Tại vì lúc đó cấp 24-25 nó cho gặp cấp 27-28-29 không à. Còn bây giờ thì mình lên cấp 26, mặc dù là cái nâng cấp của mình là một số đơn vị chính vẫn còn ở cấp 25, tuy nhiên là mình cũng khá là nhẹ nhõm trong cái trò chơi này. Với cấp 26, bên đỏ để mà max quân thì sẽ cần cấp 27 và max sản xuất không quân và sản xuất tàu thì sẽ là lên cấp 27. Mình thấy là chỉ cần lên cấp 27 là max được con tăng 3 của bên đỏ. Không biết khi mà lên max cấp 27 thì có bên đỏ nó có đánh lại cái con anh hùng 3 của bên xanh hay không nữa. Để lên cấp 27 thì chắc còn cần chắc để cuối năm nay á, còn rất là lâu. Và bây giờ mình đang quay lại trận đấu. Để mà chơi những cái lính như thế này á, lính 3 tăng 2 á, thì thông thường là cấp thấp chứ không phải là lên cấp 24-25 như thế này. Tại vì những cái quân này đánh tăng 3 của bên xanh nó không có thấm. Lính 3 và tăng 2 của bên đỏ, nếu mà để mà đánh cho bên đánh với bên xanh tăng 3 thì nó không hiệu quả. Khi mà dùng để mà tấn công nhanh bằng tăng 2 thì mình thấy còn hiệu quả, còn nếu mà lính 3 thì mình thấy là không có hiệu quả. Còn bên xanh khi mà dùng tăng 2, tức là hammer tăng 2 của bên xanh á, để đánh cha qua, tức là tăng 3 của bên đỏ thì lại khá là hiệu quả, nó ngược lại như vậy á.
các bạn có thể xem những cái stream của Cap Camisen á, để xem là anh ta sử dụng tăng 2 ủi những cái khói rất là nhanh và hiệu quả. Còn khi mà mình sử dụng tăng 2 để mình ủi những cái con rút tăng 3 của bên xanh á, thì nó không có thấm mà chỉ chạy vòng vòng, và mình thấy là cái con tăng 3 của bên xanh vẫn còn y nguyên à. Còn khi mà tăng 2 của bên xanh, tức là con hammer á, ủi cái con tăng 3 của mình là nó chỉ cần ủi một nhát là đi luôn nguyên một cái dàn khói luôn. Cho nên để mà chơi tốt cái trò chơi này thì các bạn phải xem nhiều video và các bạn đánh nhiều vào. Ví dụ như lần này các bạn đánh thua thì lần sau các bạn rút kinh nghiệm thì các bạn có thể đánh thắng, chứ đâu phải là các bạn thua luôn đâu. Mình thấy trong trò chơi này một số người chơi rất là quan trọng cái chuyện thắng thua nha. Và khi mà họ thắng hay họ thua gì đó, họ hay xúc phạm các cái đối thủ của mình. Còn mình đánh xong là mình im lặng, không có nhắn tin cho ai hết. Nó rất là mất thời gian để các bạn có thể làm những cái việc khác nữa. Ngoài ra các bạn chửi nhau trên game thì đâu có tác dụng gì đâu. Còn mình đó thì mình chỉ lấy những cái huy chương nào mà mình thích thôi. Ví dụ như vừa rồi mình lấy được cái top 3 của cái giải lần đầu ra mắt luôn là FFA4, FFA4 đó các bạn. Mình đã được top 3 trong cái lần đầu ra mắt, cho nên là mình rất là vui. Mặc dù trên game có rất nhiều tài khoản xanh đỏ mạnh hơn mình, còn mình là chỉ có nâng cấp là đúng nâng cấp 25. Mặc dù tài khoản mình đã lên cấp 26, nhưng mà lần trước livestream á, thì mình cho thấy là tài khoản của mình là hoàn toàn là nâng cấp 100% là của cấp 25. Còn cái nhà thì nâng cấp sản xuất cấp 26, còn đơn vị là 100% cấp 25. Cho nên là quan trọng là các bạn có cái kỹ năng và chiến thuật tốt hay không thì các bạn sẽ chiếm được cái ưu thế trong trận chiến nhiều hơn. Và đây là cái đối thủ của mình đã tấn công ở phía biển, ở bên xanh lá. Cái khúc này mình cũng không có biết sao mà đối thủ ủi được cái phía biển này nữa, mình quên quay cái phía biển. Chắc có lẽ là bên xanh lá nó không có xây nhiều cái chống hạm, do mình đang tấn công bên phía xanh dương khá là căng và đang sản xuất khói nữa. Và còn bên xanh dương thì lại có con anh hùng 3, nên là mình không có tập trung về phía biển cho lắm. Và khi mình quay qua cái phía biển, mình thấy đồng minh của mình đã có tăng 3, và lúc đó mình đã thở phào nhẹ nhõm bởi vì cả đồng minh của mình đã ủi được xanh lá thành công. Trận đấu này nói chung là cũng khá là khó lúc ban đầu, tại vì đồng minh của mình nó nếu mà sản xuất nhanh thì có thể thắng ngay từ lúc đầu luôn rồi. Tuy nhiên anh ta sử dụng lính 3 và tăng 2, cho nên là trận đấu nó kéo dài hơn. Và trận đấu đến đây là đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Oh God, no love. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear. Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature.